Chỉ mất 25 phút là các bạn có thể đi được từ Hải Phòng tới Hạ Long, Quảng Ninh, vì con đường được rút ngắn từ 75 km xuống còn có 25 km, gần bằng quãng đường các bạn đi từ trung tâm thành phố Hải Phòng ra Đồ Sơn. Và nếu các bạn đi từ Hà Nội ấy, thì đi ra Hạ Long, Quảng Ninh ấy, thì cũng chỉ mất gần khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi. Đoạn đường cũng được rút ngắn từ 180 km xuống còn có 130 km. Thì đó là điều mà hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn trong video hôm nay. Mình sẽ giới thiệu với các bạn trong một chuyến đi du lịch mà nhà mình mới đi hôm vừa rồi, đi sang Hạ Long, Quảng Ninh chơi. Nhưng mà lưu ý, tuyến đường này chỉ dành cho ô tô chứ không dành cho xe máy. Nếu các bạn đi xe máy thì các bạn có thể xem video mình đi cùng cả hội xe Win Hải Phòng, đi từ Hải Phòng sang Quảng Ninh, đi thông qua Thủy Nguyên, đi tới Phà Rừng, đi sang Uông Bí, rồi đi sang Hạ Long, Quảng Ninh. Thực ra tuyến đường đấy nó đi xa hơn và mất thời gian hơn, nhưng mà nếu mà đi phượt thì các bạn có thể đi xe máy rất là vui, tham quan, ngắm được những cái phong cảnh từ trước đến nay mà các bạn có thể chưa nhìn thấy trên tuyến đường đi Hải Phòng, Quảng Ninh. Còn để rút ngắn được thời gian thì các bạn đi ô tô thì các bạn đi sang từ Hải Phòng sang Quảng Ninh bây giờ mới chỉ có khoảng 25 phút thôi. Mình đi mình cũng cảm thấy rất là ngạc nhiên. Trong video này thì mình sẽ nói một cách ngắn gọn thôi, để các bạn có thể hiểu rõ được cái tuyến đường này mà mình đi bắt đầu từ đâu. Hôm nay mình mấy gia đình tổ chức chuyến đi Hạ Long Quảng Ninh này, mình đi bắt đầu từ chỗ cầu Lạc Long, chỗ nhà mình, đi ra đường Hoàng Diệu, rồi đi lên đường Lê Thánh Tông, rồi đi thẳng lên đường Đình Vũ. Và nhìn thấy cây cầu là các bạn có thể rẽ vào để đi lên cây cầu. Thì nếu các bạn nào chưa biết đường ấy, thì các bạn mà ở trung tâm thành phố Hải Phòng ấy, thì các bạn có thể đi đường Đà Nẵng xuyên ra đường Lê Thánh Tông cũng được, hoặc là các bạn có thể đi đường Bao Nguyễn Bình Khiêm đi ra đường Lê Thánh Tông cũng được. Còn các bạn nào đi từ Hà Nội lên ấy, thì nếu mà đi đường Năm Cũ ấy, thì các bạn có thể đi qua cầu Lạc Long chỗ nhà mình, đi ra đường Hoàng Diệu, đi lên đường Lê Thánh Tông và đi lên đường Đình Vũ. Còn chắc là bây giờ ít người chạy đường Năm Cũ rồi, tại vì là bây giờ có cái một đường cao tốc từ Hà Nội Hải Phòng đi mất có 1 tiếng rưỡi đồng hồ, và tuyến đường đấy nó nối thẳng đến cái cầu Bạch Đằng đi sang Quảng Ninh. Như mình nói lúc đầu là các bạn đi chỉ chắc chỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ là tới nơi, đúng không? 2 tiếng rút ngắn bao nhiêu thời gian, đúng không? Các bạn có thể đi thẳng đường Lê Thánh Tông này. Đường Lê Thánh Tông nó cũng rất là rộng và thoáng. Bây giờ xe công gần như là chạy ở đây cũng ít rồi, không nhiều như hồi xưa nữa. Đấy, xa xa kia là các bạn nhìn thấy, đó chính là chỗ trước là ngã ba chỗ đường Nguyễn Bình Khiêm và đường nối đường Lê Thánh Tông với đường Đình Vũ. Thì bây giờ nó là cây cầu vượt bắc qua đường Nguyễn Bình Khiêm nối sang đường Đình Vũ từ đường Lê Thánh Tông này, rất là đẹp mà cũng mới hoàn thành để cho giao thông ở nơi này đỡ bị tắc như hồi xưa nữa. Trước cái đường Nguyễn Bình Khiêm, chỗ ngã ba giao với Nguyễn Bình Khiêm với đường Đình Vũ với cả Lê Thánh Tông này tắc liên tục luôn khi mà xe công chạy. Đấy. Vì xe công họ chạy đường Nguyễn Bình Khiêm cũng tương đối là nhiều. Từ đây các bạn có thể, nếu mà các bạn đi Hà Nội thì các bạn muốn lên đường cao tốc thì các bạn có thể đi ở đây để lên đường cao tốc về Hà Nội, chạy vèo cái là tới khoảng 1 tiếng rưỡi là về đến Hà Nội thôi. Đường Đình Vũ này bây giờ nó thực sự rất là rộng luôn, thực sự rất là rộng, mình muốn mô tả cho các bạn. Bạn nhìn thấy xe công mấy làn xe đi thoải mái luôn, dần dường như là các bạn hồi xưa, các bạn nào mà làm cách đây mấy năm ấy mà làm ở cảng Đình Vũ thì giống như mình làm ở cảng Đình Vũ chạy, đi nó rất là chật luôn. Mình có một video chi tiết về cái đường Đình Vũ này rồi, các bạn có thể tham khảo. Đường nó rộng rãi, thoải mái, đi kể cả tầm tan tầm, như hôm đấy mình đi tầm tan tầm nó cũng không bị tắc luôn, gần như không bị tắc luôn. Đấy, cho nên đi rất là thoải mái luôn, các bạn có thể đi đấy, các bạn xem có bài mấy làn đường luôn. Đấy, gia đình nhà mình cùng chị đi trên một chiếc xe 7 chỗ.
đi xe ô tô lại đi từ đây đến đấy khoảng bao bao tiếng? 25 phút. Đường gọi là thông thoáng, mình đi hôm nay là mình đi từ lúc 1:45, tầm 1:45. Thực sự là đây là video mình mô tả lại thì thực sự là mình đến Hạ Long chỉ mất tầm khoảng 20-25 phút. Đến trung tâm thành phố thì khoảng rơi tầm 30-40 phút trung tâm thành phố, tại vì ở trong đấy nó còn tuyến đường nó đi nữa mà. Còn đến chỗ Tuần Châu hoặc là cầu Bãi Cháy là chỉ tầm đấy thôi. Đây các bạn nhìn xa xa kia chính là cây cầu 7.000 tỷ mới hoàn thành trong năm 2018, khánh thành mùng 2 tháng 9 năm 2018. Tuyến đường cao tốc Hải Phòng Hạ Long rất là đẹp luôn. Đây đến đoạn này các bạn nhớ đến đoạn này gần đến cầu đấy, nó có một gần đến cái bùng binh ấy. Thì có đoạn rẽ bên tay phải này, bắt đầu các bạn rẽ vào này. Đấy. Còn đây là cái bùng binh này, bên tay trái cái bùng binh đấy, rẽ vào đây. Các bạn nào đi Cát Bà cũng rẽ vào đây nhé. Các bạn nào đi Cát Bà cũng rẽ vào đây và đi thẳng thôi. Cứ đi thẳng là ra đến Phà Gót, đi thẳng xong rồi đến đoạn nó có cái biển rõ to đi đến Phà Gót, đi thẳng qua cái gầm cầu này. Gầm cầu vừa này là đến Phà Gót. Còn đâu là đi lên cầu, còn đâu là đi lên chiếc cầu Bạch Đằng 7.000 tỷ này thì các bạn đến đoạn tới này các bạn rẽ phải lên này. Để mô tả cho các bạn hiểu rõ chiếc cầu mới này mà nó tạo lên cái đột phá của Hải Phòng về giao thông giữa Hải Phòng Quảng Ninh, rút ngắn được từ 75 km xuống còn có 25 km ấy, thì thực sự là tuyệt vời. Đó là sau 4 năm thi công thì cây cầu Bạch Đằng Hạ Long này chính thức thông xe vào mùng 2/9/2018. Dự án cao tốc Hạ Long Hải Phòng ấy thì có chiều dài khoảng 25 km. Đây, mình rẽ lên đây này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Bắt đầu lên cây cầu rồi đấy. Thì cái dự án cao tốc Hạ Long có chiều dài 25 km này rút ngắn quãng đường đi Hạ Long, từ Hà Nội đi Hạ Long khoảng 180 km xuống còn có 130 km như lúc đầu mình nói đấy. Và thời gian ô tô đi chỉ còn có khoảng từ 1,5 tiếng đến 2 tiếng hồ đấy, tầm đấy thôi. Và chiều dài quãng đường từ Hạ Long đi Hải Phòng cũng từ 75 km xuống còn có 25 km đấy. Cầu Bạch Đằng này được mô tả, được thiết kế với chiều dài là khoảng 3 km chiều dài của cầu, với kết cấu vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép, ứng dụng lực cầu rộng khoảng 25 m và cao khoảng gần 50 m, có thể chịu được động đất cấp 8. Đấy, kinh chưa? Động đất cấp 8, không biết là như nào. Và đây là cây cầu có thiết kế dây văng hệ cáp hai mặt phẳng, được đánh giá là nhiều nhịp lớn nhất Việt Nam hiện nay, đồng thời cũng là một trong những cây cầu có khẩu độ nhịp vượt sông lớn nhất hiện nay và là cây cầu dây văng nhiều nhịp lớn thứ 3 của thế giới, các bạn hiểu chưa? Lớn thứ 3 của thế giới, mình muốn nhấn mạnh cho các bạn nha. Đó làm sao mà nó lên 7.000 tỷ là vì thế. Đấy. Cây cầu Bạch Đằng này thì điểm đầu là ở từ phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Nút giao thông cuối là tuyến là xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Đó, các bạn nhìn cái dây văng của trên cây cầu. Nếu mà nhìn ở ngoài thì rất là tuyệt vời. Và các bạn nào lên đi Hạ Long bây giờ đi, đang mùa hè rồi, lên đi Hạ Long, đến Bãi Cháy, mình đã đến đấy rồi. Nói chung là đẹp, thành phố đẹp, bãi biển rộng rãi, nhưng mà mỗi tội là không có sóng như Đồ Sơn thôi. Đấy, không có sóng, nhiều sóng như Đồ Sơn, nhưng mà bãi biển sạch đẹp hơn rất là nhiều. Mình sẽ chia sẻ một cái video ở đi Bãi Cháy này, đi bãi biển ở chỗ Bãi Cháy ấy. Thì nếu các bạn đi thẳng vào thành phố Hạ Long như nhà mình ấy, vào thẳng trung tâm thành phố Hạ Long thuê khách sạn vì có người quen đấy, thuê khách sạn xong rồi đi ngược ra Bãi Cháy cũng chỉ có 3 km thôi. Đấy, 3 km đi vèo về tới, đi ô tô về tới, xong tối lại vòng về Hạ Long ăn chơi xả láng nhảy múa các thứ. Đấy.
Thì mình sẽ làm chi tiết cái video cho các bạn xem và giới thiệu quán, một số quán cho các bạn xem. Rất là đẹp, rất là hay luôn. Nhớ đón chờ nhé. Và nhắc là xe mình là xe đi 7 chỗ và đi qua đây thu phí có 35k thôi. Và nếu mà các bạn nào lần đầu tiên xem video của Tôi Yêu Hải Phòng thì nhớ đừng quên nhấn đăng ký, nhấn chuông để theo dõi những video mới nhất từ Tôi Yêu Hải Phòng nhé. Video của mình giới thiệu về cây cầu này là chính và quãng đường đi này là chính. Còn đâu là thực ra là đi từ đây đến Hạ Long rất đơn giản, cứ đi thẳng tiến khoảng 15-20 phút nữa là tới nơi rồi, nhanh, cực kỳ, ngủ vèo một giấc cái là tới. Ai sợ say xe thì cũng không bao giờ sợ luôn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video và nhớ đừng quên nhấn đăng ký, nhấn chuông để theo dõi video mới nhất từ Tôi Hải Phòng.